Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Xin mở cửa ạ. Mình ngồi đây hát ha. Ngồi luôn. Ngồi bên em ấm áp không rời xa nhé anh, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để em mơ trong tình yêu của riêng đôi mình đánh thức vội chi hỡi anh. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay anh che chở em ở ngày đêm. Chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có là thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này ạ. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến anh MC quá là đẹp trai Bạch Công Khanh ạ. Cùng ba vị khách mời, đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cùng tất cả các khán giả có mặt trong trường quay, cũng như là tất cả các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Cát Tường. Hiện em đang là giáo viên môn toán, nhưng mà có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Wow, bạn dạy cấp mấy ạ? Dạ, em dạy cả cấp 2 lẫn cấp 3. Con mình sắp lên cấp 2 ạ. Em sẽ không từ chối đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời còn lại chia sẻ về tiếng hát của Cát Tường. Tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là có cái
cái trạng thái nó bị lúng túng nó bị lúng túng, nó bị luống cuống thế này. Bởi vì anh là một người rất là hoạt ngôn và rất là sắc sảo trong lời ăn tiếng nói. Mà người hôm nay đến với Song Ca Giấu Mặt là từ vòng trước cho đến vòng này là bạn hầu như là rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên, bạn ấy rất là tung tăng, không tập trung làm việc được anh ạ, không tập trung làm đúng nhiệm vụ của đó, mình được, không phải tập trung mà nó bị phân tán về tất cả phân tâm đấy. Chung được partner với những cái bạn mà rất là dễ thương, rất là hồn nhiên và nhí nhảnh, cái giọng hát đó cũng lây ảnh hưởng sang đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là làm cho bạn ấy cũng hồn nhiên và cũng dễ thương theo. Không làm gì có bao giờ cái động tác này trên sân khấu của Nguyễn Văn Chung chưa bao giờ có. Còn anh Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Anh có vẻ rất là khoái chí. Nhưng mình đừng cho Duy chia sẻ được không? Anh sẽ có một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ đó là, với bản thân của mỗi người thì có thể mình sẽ tham gia vào một cái chương trình nào đó, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng. Và anh cảm thấy rất là vui cho bạn của anh, đặc biệt là ngày hôm nay lại vui hơn vì có vẻ như bạn anh tham gia vào chương trình Song Ca Giấu Mặt để tìm lại tuổi thanh xuân của mình hay sao á. Tức là đôi khi không cần thiết phải xô giọng hết tất cả mọi thứ, rất là kinh khủng. Tiếng hát của em nó rất là trong trẻo và nó cũng mang đi rất nhiều, như cái vòng trước rồi đó, rất nhiều những cái điều tiêu cực của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bị xóa tan đi và thay vào đó là một bầu trời đầy tích cực và đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy bạn anh ngồi vòng trái tim như vậy đó, một cái tiết mục rất là đáng yêu. Khi mà tham gia chương trình Song Ca Giấu Mặt và thực sự được, khi mà được vô tình chọn trúng hai bạn cùng chơi, nhất là em, thì anh có cảm giác là mình trở lại những cái năm tháng ngày xưa, những cái năm tháng rất là vô tư. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình thích. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình viết cho cái người mình yêu. Không có một cái sự cân nhắc, tính toán hay là buồn phiền khi mà những cái điều mình mơ ước nó không thành hiện thực. Anh xin cảm ơn em vì cái điều đó. Cảm ơn chương trình. Ngọt ngào quá. Và chương trình cũng cảm ơn vì sự có mặt của anh Nguyễn Văn Chung. Thế còn Duyên Quỳnh? Em thấy ngày hôm nay anh Chung là một con người hoàn toàn khác. Thì em phải cảm ơn Cát Tường rất là nhiều và cảm ơn cả bạn ở vòng trước nữa. Đã khai phá. Dạ, ra. Đã, không phải anh, không phải khai phá. Đã bỏ đi lớp vỏ bọc của anh. Kéo anh Chung trở về với bản chất thật của anh anh ạ. À, là dạ. Khá là trẻ con. Hôm nay tiết mục này là một tiết mục mọi người có thể trong trẻo. Cùng tận hưởng cái bầu không khí trong trẻo hồn nhiên đáng yêu. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát của Cát Tường và sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Anh đã biết xa lâu thì nhớ lần đưa chi mắc cờ. Ôi nụ cười mặc liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn. Đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở. Ai lắc léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày. Buồn năm sáu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sóng vẫn buồn, buồn sóng vẫn ca khúc Ngại Ngùng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị sẽ có 10 giây và thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được kính chào quý vị ban giám khảo, chào anh Bách Công Khanh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em là Cao Lan, em là một người đồng bào dân tộc Cao Lan đến từ tỉnh Tuyên Quang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Cao Lan. Một cô bé người dân tộc Cao Lan và nghề danh của em là Cao Lan luôn. Bấy nhiêu thôi đã ghi đủ điểm thật đẹp trong lòng anh Lâm Nhật rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Lâm Nhật có một bài thơ, Lâm Nhật nhớ hoài. Nhớ ngày nào anh đến Tuyên Quang, em đưa anh vào phố yên lành. Tuyên Quang nhỏ bởi lòng thung lũng nhỏ, vội vàng chi em bước đi nhanh. Em thấy không phố bộn bề xanh, rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi và sông lô vẫn chạy, trời rồng thênh thang, mây trắng yên lành. Đi cùng anh một vài con dốc, đã gì đâu mà anh kêu là mỏi chân. Mai tạm biệt anh về phố lớn, mang theo về một chút Tuyên Quang. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta phải nghe những nhận xét của các khách mời. Lan ơi, em hát ngọt ngào quá, xá ngọt ngào. Dạ em cảm ơn Quốc Đài ạ. Giọng dày. Và hôm nay thì được chứng kiến một cô gái nhỏ của Tuyên Quang đã cho anh rất là nhiều cảm xúc qua cái bài Ngại Ngùng này. Cảm ơn em đã có mặt trong chương trình. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đài. Phòng Gấm thì sao ạ? Em rất ấn tượng ở cái đoạn là bạn thể hiện cái cảm xúc ngại ngùng mắc cỡ đó. Nó rất là tự nhiên, y như là cái tinh thần bài hát vậy đó. Thì là Gấm ấn tượng với cái đó. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Với Cao Lan thì rất là ấn tượng với bạn về cái tên của bạn, rất là đẹp, tên đẹp lắm. Và gương mặt, ngoại hình của bạn cũng xinh xắn giống như cái tên của bạn vậy. Kiểu của bạn nó cũng ngại ngùng, nó cũng nhẹ nhàng, y chang bài hát. Vì thế mà Cường hy vọng rằng với cái phong cách này, bạn cứ phát triển nó, Cường chắc chắn là khán giả sẽ yêu bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn anh Nam Cường ạ. Và Lan rất là muốn được ôm ca sĩ Long Nhật được không ạ? Cảm ơn ca sĩ Long. Rất là hữu duyên. Cảm ơn Cao Lan và Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục song ca rất tuyệt vời. Thank you.
rộng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên phố non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối nhìn chiều hôn. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như xuống đời phù. Bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào Mộc Anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một điều rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm, thôi mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không. Nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ thấy diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi. Em. Mọi người ơi. Đó
tiền mà cũng bằng học soạn nữa. Em ơi, nghe nói nè. Dạ. Cái luật đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặt thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang được chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm rừng bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao, biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Tương lai. Nhưng đây
Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã xong ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh. Dạ. Đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết. Đây là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Xin lỗi em.
em. Hãy quên anh đi anh, như trong một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Hãy quên anh đi em, như trong một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị chỉ nhớ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi để bình chọn mà thôi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới một lời chào đến bốn vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh, quý vị khán giả đang ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình Vĩnh Long ạ. Em là Hà Thu ạ. Em đang là ca sĩ tự do. Anh Nguyễn Hoàng Duy, với tiết mục này anh thấy như thế nào? Với anh thì tiết mục này anh nghĩ để dành cho người bạn của anh nhận xét trước là Nguyễn Văn Trung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ. Nếu như bạn đã có lời mời thì mình cũng xin nhận xét. Chào Hà Thu. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh không nghĩ em không giọng hát lại nội lực đến như vậy. Và anh rất là vui khi anh Quang Hà lại mang đến chương trình bài hát Xin Lỗi Anh. Bài này là một bài em rất thích anh Quang Hà. Bài của anh Hoài An em rất thích. Và em thích nhất là cái câu mà câu cuối cùng. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn. Và cái điều mà em tiếc nuối nhất trong cái tiết mục này á là em ước được nghe giọng Hà Thu hát cái câu đó ở cái đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại ha, đúng không? Vì em hát làm lại okay. Nha anh. Dạ. Ok, 2, 3. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn em đã từng viết tặng anh. Xin lỗi em. Một câu thôi anh ạ. Một câu thôi. Nghe lại. Cái mà điều Hà cảm thấy thích thú với khi mà song ca với Hà Thu đó là bạn ấy hiểu ý ngay là đó là có ba câu hãy quên anh đi em, thì cái câu thứ hai ấy là cái người nam là họ sẽ hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, là bạn ấy cũng bè theo cái phần feel của mình một cách rất là nhanh. Thì đó là một cái điều nắm bắt cực kỳ là tinh tế, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng trên sân khấu và gặp nhau và hát song ca với nhau một bài hát mà cả hai chưa bao giờ là hát với nhau cả, thì thật sự đó là một cái điều thách thức rất lớn đối với bản thân Hà. Và Hà nghĩ Hà Thu cũng là như vậy. Thế còn Duy Quỳnh? Lúc mà Thu bước xuống á, em nghĩ bạn sẽ là một giọng nữ cao lanh lạnh lên trên, bay hợp với ngoại hình của bạn, nhưng không, bạn là một giọng nữ trầm. Anh nghĩ là âm vực của bạn cũng khá đầy đủ lắm. Dạ, âm vực khá rộng vành. Quảng trầm của bạn rất là đẹp, cho nên là em rất là ngưỡng mộ những ai hát được quảng trầm. Chúc mừng Hà Thu. Quá xinh, quá hay. Mọi người khen nhiều quá rồi ha, nhưng mà không khen không được, bởi vì nghiêm túc phải nói là em rất là chuyên nghiệp. Thực sự anh cũng, bản thân anh cũng bị đánh lừa bởi cái ngoại hình của em, không nghĩ em sẽ có một cái giọng ca nó sẽ rất là, em xử lý rất là bản lĩnh. Em rất là sáng sân khấu và những cái nốt mà em hát lên cao nó rất là đầy đặn. Đúng là thật sự rất là tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Mình đang bị cuốn theo cái tiết mục, thì mình không nghĩ đây là một cái tiết mục ngẫu hứng, và có cảm giác là thực sự đây là một cái sự rất là ăn sam với nhau. Hai người đã giống như là từ đâu đó đã có hát ở đâu trong vô thức rồi, cảm giác như thế. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hà Thu. Trong tôi tình này không phải vui.
xuân qua hè tới, ta nhớ nhau luôn Phượng ơi. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Một tiết mục song ca đầu tiên rất là tuyệt vời. Và bây giờ để cho quý vị khán giả tại trường quay có những phán đoán và đưa ra quyết định chính xác nhất, Khanh sẽ mời quý vị bình chọn ngay. Tất cả quý vị khán giả sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại chỉ đóng một phần giúp cho các người chơi tỏa sáng. 10 giây của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các cô chú ban giám khảo, anh MC và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Linh ạ. Năm nay em 17 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Linh, một cô gái còn rất trẻ. Hôm nay anh lại gặp thêm một người cháu 17 tuổi. Anh Đại, dạ. Em có một câu hỏi cho anh. Tại vì sau khi hát xong em thấy anh hơi rơm rớm. Sao thấy khóc nè? Không biết là lý do là gì. Đây là cái cảm xúc Quốc Đại mê chương trình này rồi. Bởi vì qua chương trình này thì Quốc Đại thích những cái đầu tiên. Và hôm nay với bài Phượng Buồn này thì lần đầu tiên Quốc Đại hát luôn. Và được hát với một người, một hậu bối mà có thể nói là Quốc Đại cảm thấy là mình và cháu đã có một sự kết nối. Có một sự kết nối rất là tốt. Bạn có cảm thấy hài lòng về phần thể hiện vừa rồi của mình không? Dạ em cảm thấy rất là hài lòng khi mà được hát với chú Quốc Đại. Thế thì so với cái lúc mà bạn tự tập ca khúc này ở nhà một mình thì nó chênh lệch như thế nào? Lúc đầu thì em tập cái này ở nhà thì em cũng không biết là em song ca với ai. Và hôm nay mà khi mà biết được là em song ca với chú Quốc Đại thì cái sự tự tin của em nó nhân lên 100. Đây là một cái chỗ dựa rất vững chắc đúng không? Và như Khanh đã chia sẻ rồi, các người chơi khi đến đây họ không chỉ tập một ca khúc mà họ phải tập đến 8 bài hát và không biết là mình sẽ hát bài nào và hát với ai. Đó là một cái tâm lý vô cùng hồi hộp. Yeah. Anh Long Nhật nghĩ sao ạ? 17 tuổi mặc bố rô ngọt ngào hay quá. Và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và có hai tin rằng là chú Quốc Đại rất là mát tay. Chú Quốc Đại là một người may mắn. Hầu như nữ ca sĩ nào mà hát với chú Quốc Đại là đều nổi tiếng cả. Và chú hy vọng Khánh Linh cũng vậy. Sắp rồi đó, sắp rồi đó. Cảm ơn anh. Rất yêu thương em. Có thể là Gấm sẽ đưa ra những cái lời khuyên thật tốt cho Khánh Linh. Lúc nãy là chị rất là ấn tượng với em. Khi mà bước ra thì ôi, cái gì đó nó rất là tuyệt vời và thu hút. Và chị không thể nào rời mắt khỏi em và cái giọng hát của em. Và chị tin là với cái lứa tuổi này mà đã làm được như thế này thì chỉ một năm sau, hai năm sau thì em sẽ cực kỳ thành công. Bạn có nhún nhảy, nhưng mà cái nhảy của bạn nó có hơi hướng bolero trong đó lắm. Sau khi bạn bước ra thì trời ơi đẹp quá. Và bước xuống đây cất cái giọng hát lên nó cũng đẹp giống như là cái ngoại hình của bạn vậy. Hãy Cường không dám nói gì, khẳng định gì ở bạn ở tương lai. Nhưng mà Cường chỉ mong là hãy cố gắng nhiều hơn nữa để mình mau chạm tới cái thành công nhé. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các nghệ sĩ khách mời còn lại. Và Khanh hy vọng rằng đó sẽ là những lời khuyên thật là quý báu để cho Khánh Linh lấy đó làm hành trang trên con đường sự nghiệp của bạn sau này nhé. Gió lại cành cây nhãn.
quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Y Nguyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. À, xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. À, phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất, rất là bản năng. À, kể cả cái phong cách cũng vậy. À, bụi, nó, bụi, nó, ha? Bụi, bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái dòng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm. Chắc nghĩ phải róc riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. À, và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. À, nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Biển xưa lắng nghe trăng xoa nỗi niềm,
quý vị, đó là màn song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1-9-1-10. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao mà em muốn lấn ướt ai là em chuyển show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em. Bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một màn song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Trung 10 năm trước á thì Trung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Trung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Thuy. Nếu mà anh Thuy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt, bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Mười 2% và 48%. Xí xoát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Yeah. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu. Bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca chống ạ. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi. Hổn quá trời hổn luôn trời. Nhất
là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Thủ Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hello Trương ạ. Và cùng thể toàn tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mây, Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen, yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình. Còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah, cảm ơn Như Mây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. May rất là may mắn tại vì diễn với Long, anh Long diễn rất là nhiều. Do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu. Làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và Như Mây hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em. Xin mời. Quá luôn á.
không thể tin là nó ngọt ngào như vậy. Em ơi, tại Phương đang đóng phim với Bạch Công Khanh mà Phương đóng vai mẹ của Bạch Công Khanh cho nên con không tin là má con hát hay như chị. Bữa nay cho má làm chị nha. Ok ok, trời chị hát hay quá chị Phương ơi. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào tiếng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa hát xong ca với Lê Phương. Xin cảm ơn MC Bạch Công Khanh rất là duyên dáng. Xin cảm ơn 4 vị khách mời, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài. Vương là Tiến Vương. Và công việc của em thì hiện tại em làm tùm lum hết. Em làm MC và em dạy tiếng Anh và cũng có đi hát. Đa tài không quý vị? Giọng hát của chị Lê Phương là một giọng hát nữ khá hiếm. Bởi vì nó rất là trầm cho nên khi mà các giọng nam hát cùng á thì cũng sẽ có một số khó khăn nhất định. Bạn nghĩ sao về điều này? Chị Lê Phương ngày hôm nay quá đẹp. Rất là khó để tập trung để hát được khi mà những người song ca với mình quá đẹp như vậy. Bây giờ em phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghe những nhận xét của các khách mời còn lại. Bạn Tiến Vương này cái giọng rất là bắt mít. Và anh chúc mừng em, giọng em rất là đặc biệt nha. Dạ em cảm ơn Tiến Long rất nhiều ạ. Còn em thấy chưa thì sao? Thì em chỉ muốn cảm ơn hai anh chị là đã gợi cho em nhớ là em đã yêu thích bài hát này nhiều như thế nào. Vậy thôi. Quay trở lại và một ngày mãi như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề. Trong này có câu có vai anh và vai em thì hai bạn không biết thế nào đây, nhưng mà em xối em hơn. Dạ bạn. Có thể sẽ thay vai anh cho em được. Em đã bớt sự lo lắng rồi. Tình yêu đâu chơi xa xăm để lại. Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy trôi xa xa.
Mời quý vị khán giả tại trường quay, chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ. Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh. Và Trini xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Trini rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai á, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ. Và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát rõ ràng chúng có cái cảm giác như vậy, và chúng thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình ngày tươi trẻ, và bây giờ mình đang hiện tại mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó, rất là sâu sắc. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ. Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái vị tiết mục này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đu đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Em cảm ơn Quang Hà. Và Khanh hy vọng rằng sóng ca giấu mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này, trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô gái đến từ hôm qua. Và thứ hai là bài Người hãy quên em đi. Cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu em đi. Cảm ơn Trini rất nhiều. Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai.
Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường.
nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. Em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. Tuyệt vời, thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho Phượng Hồng. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn, bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào bốn vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Dạ. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút anh... là bao lâu chút... và bao nhiêu em? Dạ, bao của... nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. À biết rồi, đếm số nhiều. Thế đó. Số nhiều, số nhiều, số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Dạ. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại, với Nam Cường là dạ như em mặc sớm mới trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được em hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh vẫn muốn nghe một phiên bản nữa của Phượng Hồng với hai em mà nhớ bạn áo dài trắng và sơ mi trắng nghe. Tài trợ vậy không? Rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm MV cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã về phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phượng Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phượng là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây Phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang với cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là
có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không, và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại, và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ, và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất đời mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em, hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn.
Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca coi như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động. Tâm tư đi vào dĩ vãng, đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay, lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mong vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương. Vì mai bước theo trong tay, lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo trông. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sao thấm ướt đôi mi, xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Người về lén xe hoa ký niệm vồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười, giây phút bên nhau trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Và bây giờ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát này. 10 giây bắt đầu.
quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay, cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, là chào thân thương nhất rồi. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long, anh Trà dạ. Vinh kén bên chồng sớm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó đã chắc sâu đúng không? Dạ. Dạ, chắc ăn sâu trong máu rồi. Có trong máu rồi. Dạ. Anh Hàm Lê Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? À? Hay là chị Lê Phương muốn nói trước? Xin lỗi cho Phương nói chị trước. Chị hào hứng lắm chị Phương ơi. Quan trọng đứng đây nha. Không phải tại vì gì ạ? Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt. Có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, yeah, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi. Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ủa vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa, chẳng lẽ có Hoài Lâm? Như ngần ấy năm trôi. Này giọng giống giọng Hoài Lâm. Vậy thì đồng màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao. Trong theo dáng nghe vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười nhớ.
thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching chút xíu. Thì vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy. Hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lập linh như này mà sao không bừng được ra. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ, chứ không phải là một mình Duy. Yeah.
từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng và trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Đã quen biết nhau một ngày, để mắt thương nhớ thương trong cuộc đời. Giữa phút giây ban đầu và chợt tuyệt sự tình yêu. Giữa phút giây ban đầu và chợt tuyệt sự tình yêu. Sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu, thích ăn bánh cốm thì mặc màu xanh cốm thôi. Hả? Ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là không, tâm linh tương thông. Em thiệt. Thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam Đà Nẵng. Anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm ạ. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dạ. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường. Cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Dạ. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có để có thể thu hút được người khác mà tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em ruột tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như anh Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Yeah. À, không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của Sóng Cả Giọng Mặt thành một cái đêm huyền diệu mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều.